Tử vi tuổi Mậu Thìn 1988, tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vận sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình những gia chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết cát hung nạp vận ra sao trong tháng 3 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận được lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, Thế Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Quan tháng 3 âm lịch năm 2021. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là trường lưu thủy. Ngày Thìn lục hợp dậu, tam hợp tý và thân thành thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, phá Mão, hại Sửu, tuổi Tuất. Đối với những người tuổi Mậu Thìn trong tháng 3 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 3 tới ngày 20 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Mậu Tuất. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 3 tới ngày mùng 2 tháng 5 dương lịch, có nạp sát là Canh Tuất. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Thìn trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 3, tức ngày 19 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 3, tức ngày mùng 1 tháng 5 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Thìn 1988 trong tháng 3 âm lịch. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo,
luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Họ thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Tính cách của những người tuổi Mậu Thìn 1988, mệnh Đại Lâm Mộc có phần hướng nội, trầm tĩnh ít nói. Họ khá bị động trong chuyện đối nhân xử thế, không quá nhiệt tình, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết, các mối quan hệ xã hội khá lạnh nhạt. Kỳ thực, họ là người có tài năng xuất chúng, khả năng làm việc và xử lý vấn đề rất tốt. Chỉ có điều, họ là người không thích nổi bật, không thích thể hiện bản thân, tựa như viên ngọc còn ẩn mình trong đá. Nếu họ muốn thoải mái về thể hiện năng lực của mình thì sẽ tỏa sáng như viên ngọc minh châu giữa bóng đêm đen tối. Người tuổi Mậu Thìn sẽ không thích những công việc quá đơn giản và nhẹ nhàng. Họ cần có mục tiêu để luôn phấn đấu theo đuổi. Có khó khăn thì nghĩ cách khắc phục, có kẻ địch thì nghĩ kế đẩy lùi. Có như vậy họ mới thấy cuộc sống muôn màu, muôn vẻ và cảm nhận được niềm vui. Đây quả thực là mẫu người chinh phục. Nhâm Dương Thủy gặp Thìn Dương Thổ nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Thìn sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có những tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý nhiều hơn. Nếu không cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Thậm chí có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Mậu Thìn nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Sự nghiệp của tuổi Mậu Thìn. Tử vi tháng 3 âm lịch tuổi Mậu Thìn cho thấy, xem chừng sự nghiệp vẫn chưa có được sự khởi sắc hay đi lên. Có thể quý gia chủ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Thời gian này, nếu càng cố gắng làm những công to, việc lớn, càng dễ hỏng việc. Do đó, nên tập trung vào việc nhỏ mà chất lượng, còn hơn là tham lam và ôm đồm nhiều nhiệm vụ. Ngoài ra trong tháng này, đam mê học hỏi không ngừng, khiến chính những người tuổi Mậu Thìn cũng cảm thấy ngạc nhiên với niềm đam mê mới ập tới trong mình. Thế nhưng lúc này, gia chủ tuổi Mậu Thìn không phù hợp để tiến hành việc gì đó quá mới mẻ, nên bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản, tập trung vào ít vấn đề sẽ hiệu quả và tốt hơn. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Mậu Thìn nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, trong tháng 3 âm lịch này, cuộc sống của tuổi Mậu Thìn vào thời điểm đầu tháng rất rộn ràng với nhiều lời mời, kế hoạch giải trí sẽ kéo bạn xa khỏi guồng quay của công việc. Thế nhưng đừng vì thế mà sao nhãng với những cơ hội tiền bạc đang tới. Tử vi còn cho thấy đường tài lộc của tuổi Mậu Thìn tháng 3 âm lịch có thể có một sự kiện màu nhiệm sẽ đẩy người tuổi Mậu Thìn tới bước ngoặt đáng kể về tiền bạc. Tuy nói là gặp may nhưng xét lại thì đó là công sức và nỗ lực được đền đáp xứng đáng với những gì mà quý gia chủ bỏ ra. Ngoài ra bản mệnh nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Hơn nữa trong năm 2021, tuổi Mậu Thìn nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đến đầu họa, vô hỷ tất hưu họa, ý chỉ thái tuế đau đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Mậu Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải, tình cảm và gia đạo. Theo tử vi 2020 tháng 3 âm lịch, phương diện tình cảm của tuổi Mậu Thìn nhiều biến động. Bản mệnh cần tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến đối phương thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có.
Những người tuổi Mậu Thìn đã kết hôn, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe sẽ dẫn đến tình trạng đồng sàng, dị mộng. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Hơn nữa, bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù bản mệnh có muốn quan tâm đến gia đình thì cũng khó, có khi lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Mậu Thìn dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Cho nên bản mệnh cần dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình với người bạn đời của mình để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bạn mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn. Đây là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay, giúp chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát, về sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng tháng 3 âm lịch có thể một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Mậu Thìn không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, quý gia chủ không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Ngoài ra, để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bản mệnh cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Mậu Thìn cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình của người tuổi Mậu Thìn trong tháng 3 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh phong thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm, cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Mậu Thìn trong tháng 3 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.